Đó, khi mà em sanh đó là có bao nhiêu kinh nghiệm, có bao nhiêu sự chăm sóc là gia đình dành hết cho em. Còn khi em sanh con ở bên Mỹ đó là chỉ có em và chồng em thôi. Em còn nhớ cái ngày mà em có bầu bự Sophia đó, là em phải giống như là đi đến cái nhà của cái chị mà giữ Damien. Tại vì hồi đó em gửi Damien để em đi học với đi làm thêm. Thì là lúc đó là em mới nói với chị là: "Chị ơi, bây giờ mà chị không có giữ con cho em được, không ai giữ hết. Chứ giờ bố mẹ em là bị thất bại trong cái việc mà làm giấy tờ để xin qua đây chăm sóc em lúc em sanh rồi. Bây giờ em không có ai để mà chăm con ở bên này hết." Chị mới nói là: "Nhưng mà chị chỉ nhận coi em bé ban ngày thôi, chứ ban đêm chị không dám coi đâu, lỡ mà có chuyện gì rồi bị thưa kiện này kia nọ mệt lắm." Là người ta đặt thẳng vấn đề với mình, bởi vì chị biết bên Mỹ mà cái gì cũng rõ ràng hết. Thì lúc đó cái bụng bầu em như vậy nè, em nhớ ngày hôm đó em ngồi em khóc. Chắc là chị cũng có động lòng, có thương. Và ngày sau chị mới nói em là: "Bây giờ ấy, nếu mà ngày em đi đẻ, em muốn chị coi con em ấy. Em ký cho chị một tờ giấy là ví dụ như nửa đêm con sốt hay gì, hai vợ chồng về đón con cho chị." Thì nói như vậy, em có dạ lúc đó, nhưng mà chị cũng không bắt em phải ký tờ giấy đấy, bởi vì cũng tin tưởng nhau. Thì cũng nhân chương trình này em cảm ơn chị rất nhiều, bởi vì chị đã thay bố mẹ em để mà chăm sóc con trai em trong khoảng thời gian khó khăn như vậy. Cái ngày mà đưa Sophia đi săn đó là em còn nhớ là cái đêm hôm đấy là cả nhà vẫn còn đang chở nhau đi ăn sinh nhật của cái cô bạn thân cùng nhà. Rồi xong cái chở nhau đi ăn sinh nhật xong cái khuya về rồi cái em bắt đầu em thấy nhầm đau trong bụng. Thì lúc đó là Sophia được 39 tuần tuổi rồi, chỉ còn 1 tuần nữa là sanh thôi. Tối khoảng 3 giờ sáng mới nói chồng em là: "Chồng ơi, phải đi đẻ rồi." Vậy là dậy là hai vợ chồng lo tắm rửa, chuẩn bị mang đồ đạc các kiểu đi. 5 rưỡi sáng em đã gọi điện qua cho chị giữ trẻ, kêu là: "Chị ơi, bây giờ chắc em chở Damien qua nhá, tại vì em phải đi săn rồi." Cái chị nói: "Ok, vậy em chở con qua đi." Mà cái cảm giác lúc đó em còn nhớ là chỉ có hai vợ chồng đi bệnh viện thôi, không có bố mẹ chồng, tại vì bố mẹ chồng em đang là bận công chuyện bên Việt Nam, không có ở Mỹ thời gian em mang thai. Đi đến bệnh viện thì là bác sĩ mới nói là: "Ồ, thì em đang chuẩn bị sắp đẻ rồi." Rồi các bắt đầu là mới đau hoài rồi là cũng phải xin bác sĩ là cho tiêm cái thuốc không đau vào tủy đi, tại vì chịu không nổi. Thì lúc đó cô y tá mới khám, cô y tá nói về này: "Chị có thật sự là phải tiêm cái đó không? Tại vì bây giờ đã mở 7 phân rồi, sắp sanh rồi." Thì em mới nghĩ là ô, nếu như mà mở 7 phân mà là xin chào tất cả các mẹ bỉm sữa cũng như khán giả đang theo dõi chat với mẹ bỉm sữa. Cảm ơn Kim Anh rất là nhiều. Kim Anh, năm nay em bao nhiêu? Năm nay em 30 tuổi rồi. 30, và bước qua 30 đấy ạ. Em có 2 bé ạ. Bé trai năm nay là chuẩn bị bước qua 5 tuổi và bé gái thì sắp tròn 2 tuổi ạ. Rồi ông xã của em thì như thế nào? Ông xã của em thì làm việc về IT cho công ty. Còn em thì hiện tại đang là làm việc tại một nail shop, làm quản lý cho tiệm nail. Và em làm diễn viên cho một kênh YouTube ở trên mạng, kênh YouTube OCTV. Hèn chi Huyền Thắng học đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Này là nhìn tố chất diễn viên luôn. Cảm ơn hai chị khen quá là nên bị đỏ mặt. Hai vợ chồng lấy nhau thì mới có quyết định là có em bé hay là vỡ kế hoạch? Cái này thì em không biết gọi là vỡ kế hoạch hay làm sao nữa, bởi vì cái chuyện đám cưới của tụi em nó diễn ra rất là nhanh gọn. Sau đám cưới thì em chỉ có khoảng chắc 4-5 ngày, chính xác là 4-5 đêm ở bên nhau thôi, là ông xã em phải bay trở lại Mỹ để làm việc. Thì buổi sáng hôm đó là coi như là sau cái đêm tân hôn, em không kiểu như em cũng bị xỉn sau cái đêm tân hôn nên em cũng không có nhớ gì hết, nhưng mà em có hỏi: "Ủa, tại sao em không mặc đồ gì hết trơn vậy?" Sao thiệt luôn. Chồng em trêu em là: "Anh cũng không nhớ luôn, anh cũng xỉn luôn." Không, nhưng mà may là hai người đã cưới nhau rồi. Đúng không? Mới nói với chồng em là em cần đi tìm một cái tiệm thuốc Tây. Cái chồng em mới hỏi là: "Ủa, em tìm tiệm thuốc làm gì, em bị sao? Anh có mang thuốc bên kia về nè." Cái em mới nói là: "Thuốc gì?" Cái chồng em mới nói là: "Em đau nhức ở đâu hả, anh có thuốc cảm?" Cái em mới nói: "Không, em cần tìm thuốc tránh thai." Lúc đó chồng em mới nói với em là: "Em không cần phải lo cái đấy đâu, em không cần phải đi mua thuốc đâu." Cái em mới nói: "Ủa tại sao? Rồi em có bầu rồi sao? Chồng đâu có ở đây với em đâu." Thì chồng em mới nói là: "Bác sĩ nói anh không có con được." Không có dễ có con được đâu. Cái em mới nói, ủa, tại sao cái việc quan trọng như vậy anh không có nói với em, để bây giờ sau khi mình cưới xong anh mới nói. Thì chồng em mới nói là thì em lo gì, mai mốt em qua bên Mỹ đi rồi hai vợ chồng mình cùng đi gặp bác sĩ thế này thế kia, kể cho em nghe. Giống như là tự dưng cái cảm giác của em lúc đó là nó bị trùng xuống, cái là hai đứa cũng có một chút cái gì đó là giận nhau một chút. Vì chị biết một cái hôn nhân đó mà hai đứa chỉ có hẹn hò qua phone, không có gặp nhau, không có thời gian hẹn hò nhiều á, thì rất cần những cái đứa con để mà kết nối cha mẹ lại với nhau. Thì khi mà tụi em về thì là cứ như vậy thôi, thì em cũng là thì ở bên chồng em thì không cần thuốc nữa. Rồi là rồi là sau đó là vài ngày đó là chồng em trở về Mỹ. Rồi xong cái tự dưng cái tới cái tháng đó em nói là ủa sao tự dưng giờ này mà em chưa có kinh, dù biết là cái kinh nguyệt của em nó thất thường nhưng mà em vẫn chưa cảm thấy có. Em nói chuyện với chồng em thì chồng kêu là thì em cứ đi thử đi. Mà thời gian đó mắc cười một cái đó là cái bụng của em nó dường như cứ bị mập. Mà cái tháng đó em ăn rất nhiều, bởi vậy em mới lại càng phải đi tập gym. Em tập mà tập những bài nặng không. Em nhớ là thôi thì chồng nói rồi buổi tối cái mấy chị em dẫn nhau đi rồi em mua cái que thử. Chỉ là mua thử đại thôi chứ đâu có nghĩ đâu. Sáng hôm đó các em mới dậy sớm, các em đi lên nhà vệ sinh em thử. Rồi các em thấy nó có một cái vạt thứ hai hơi mờ. Em cái này cái gì vậy? Không lẽ em có bầu thiệt? Mà chị biết lúc đó tự dưng nha em đứng dậy em đi ra khỏi cái nhà vệ sinh của em, cái nước mắt em rưng rưng. Mà em đứng em không nói được gì hết, em không gọi nổi mẹ em, mà em cũng không biết nói với chồng em làm sao, tại vì cái cảm giác lúc đó của em hiện tại chỉ là chồng em không có ở đây. Rồi cũng không biết là có thật hay không đây. Cái mẹ em mới đi từ dưới nhà lên, thấy em đứng đó, cái mẹ hỏi ủa tại sao đứng đây? Cái em cầm này, em đưa cho mẹ. Mẹ xem đi. Cái mẹ em nhìn. Cái gì đây? Không lẽ có bầu thật à? Nhưng mà chắc con có bầu rồi. Thì cái cảm xúc lúc đó của em là nó vỡ hòa luôn, em ôm mẹ em khóc. Rồi cái em mới lấy phone em gọi cho chồng em. Em mới nói là chồng ơi, tại sao anh nói dối em? Chồng em mới nói là anh nói dối cái gì? Cái em mới nhắc lại cái chuyện hôm đó. Em mới bảo là anh có biết không, em có thai rồi. Chồng em bảo em nói là sao, có thật không? Em chụp hình gửi qua liền. Chồng em xem cái tin nhắn hình cái que thử thai xong đó, bắt đầu là gọi liền về cho em. Thiệt hả em? Có bầu thiệt rồi hả? Cái em mới khóc. Em mới nói em có bầu thật rồi, bây giờ làm sao đây? Chị biết lúc đó đang ngồi trong xe, đang lái xe đi làm về mà Yay! Anh đi ăn nhậu đây. Rồi xong chị tắt phone luôn, không liên lạc lại với em nữa. Tối hôm đó đi ăn nhậu thiệt, nhậu ăn mừng. Nhậu ăn mừng là với chiến hữu ăn mừng. Dạ. Trong khi em thì cái cảm giác của em đang là hoang mang. Cái tự dưng ủa sao tự dưng cái nghe xong cái giờ nói dây, cái là bỏ đi liền, xong cái để em như vậy. Thì cái đó là cái cảm giác mà lần đầu tiên em có em biết cái tin là mình là mẹ. Nhưng mà một mình mang thai ở Việt Nam vậy, cái quá trình đó mang thai nó không phải là đơn giản. Em có ngán không? Ngày xưa đó mỗi lần mà chị nấu cơm mà nồi cơm nó chín, cái mùi cơm nó thơm, chị thích lắm đúng không? Em chỉ cần nghe mùi đó thôi là em trùm mền như vậy này, xong cái em cứ ẹ suốt thôi. Đó là cái mùi cơm, bởi vậy nên là em ngén vứt tất cả mọi mùi luôn. Nhưng mà đặc biệt là em ngén cho tới lúc em đi săn bé luôn. Với lại nó có một cái ảnh hưởng lớn là em có kể với chị là bởi vì em không biết em đi tập thể dục. Thì là khi bắt đầu mà em biết mình có thai, em đi khám thai đó, là cái que thử thì nó hiện lên. Nhưng mà lúc mà bác sĩ đi kiểm tra thì bác sĩ không thấy thai. Thì cái đó là làm cho em rất lo lắng rồi. Xong rồi tới thêm em chờ thêm khoảng 2 tuần nữa em đi đó, thì bác sĩ nói là bây giờ thấy thai rồi, nhưng mà bác sĩ nói với em là thai yếu, cái nhịp tim yếu. Rồi các em về nhà đó là bắt đầu là mấy ngày đó là em đi ra cái tự dưng em bị chảy cái dịch màu nâu đó. Nó không phải là máu nhưng mà nó màu nâu, nâu sẫm. Thì là em gọi điện thì bác sĩ nói là kiêng đi lại, làm tất cả mọi thứ nhẹ nhàng thôi. Rồi là chị biết là mẹ em đó, bác em nằm trên giường, mà còn bác em phải gác hai cái chân qua nhau như vậy này. Em nằm khoảng 2-3 ngày á, là coi như là đi lại rất là ít, chỉ có nằm rồi mẹ lấy cơm lên cho ăn này kia nọ luôn. Thì là sau đó là khi mà bắt đầu mà dần dần thai lớn dần thì là đi khám là bắt đầu là cảm nhận là em bé tốt, thì là yên tâm hơn. Rồi thường á là những cái con so sẽ là sanh sớm hơn dự định. Thường là người phụ nữ là 9 tháng 10 ngày để con ra đời. Vâng. Còn em? Cái lúc mà quá trình mang thai đó, em không có cái lớp học nào là mình học về mang thai sau khi làm mẹ ra sao hết. Bởi vậy nên là mọi thứ với em là chỉ có là lên internet hỏi vài câu thôi, mà thời đó thì internet nó cũng chưa có phổ biến để mà các mẹ chia sẻ rõ ràng với nhau như vậy. Thì tối hôm đó em còn nhớ là nhà em có làm món ghẹ hấp. Tối đó em ngồi em ăn tới mấy con rồi. Em còn nhớ là em ăn được mấy con luôn, ăn xong bắt đầu lên ói ra hết. Rồi xong bắt đầu là tới khoảng 10 giờ hơn là bắt đầu em lên phòng. Mà cái lúc em ngồi ăn ghẹ đó là em nghe cái bụng em nó râm râm. Em mới nghĩ là chắc bữa nó ăn đồ biển vào nó bị sao rồi. Cái lúc mà em lên trên phòng đó là kiểu chị biết cái bụng lúc đó là mình rất là nặng nề rồi. Mà bảo mà đi xuống lầu để mà đi vệ sinh nữa đó thì rất là mệt. Cái em mới nói cái bé nhỏ nhà em chứ, bé mắc cười quá à, chị mắc tiểu bây giờ chị không nín được, em chạy xuống dưới nhà em kiếm cho chị cái bô em bưng lên đây cho chị đi tiểu. Rồi cái nó chạy nó lấy cái bô nó bưng vào phòng cho em ngồi. Rồi cái em mới nói chết rồi bé ơi, chị nghĩ là chị tiểu xong rồi mà sao nước đâu nó cứ chạy như vậy, nó cứ rồ đi xuống như vậy đó. Em nói là chạy xuống nhà đi. Nó la em, nó kêu là em đã bảo với chị rồi mấy ngày mà gần sanh như vậy ấy phải mặc quần màu trắng, mặc quần màu trắng để con biết là chị có ra dấu xanh hay không, để con biết. Bây giờ mặc quần màu đen như vậy em mà nhìn ra được. Trời ơi, nó là em như vậy đấy, em còn nhớ hoài luôn. Rồi xong cái nó chạy xuống dưới lầu để mà gọi bố mẹ em, tại bố mẹ em ngủ phòng dưới lầu. Thì em hoảng quá, tại vì em ngồi mình em sợ. Cái em mới đứng dậy, em cố em kìm em lấy em đi bộ, em đi xuống tới lầu. Thì chị biết không đúng mà em đi tới giữa cái cửa phòng của bố mẹ em luôn. Bể oang một cái, nước ối ra đầy hết nhà cửa. Mà lúc đấy em không biết nó là nước ối, em khóc, em nói là mẹ ơi con bị bể gì vậy, cái gì vậy mẹ ơi, nước ở đâu mà ra nhiều như vậy hả mẹ ơi. Thì lúc mà lên tới nhà thương đó là vô trong đó khám thì là cô y tá chọc vô khám thì mới nói là ô mở 2 phân rồi. Dạ. Vậy là tự dưng chị biết không em đang là ủa còn 3 tuần nữa mình mới sanh. Ông xã em đặt vé là theo cái khoảng thời gian ấn định là 3 tuần nữa để bay về để mà săn con với gặp con cùng em. Thế cái tự dưng bây giờ cái em đi săn như vậy. Hồi đó là ở Việt Nam mình bắt đầu ra cái là mình được xin sanh cùng với gia đình á. Thì em có đăng ký, có ký tên. Mà sau đấy lúc mà bác sĩ nghe cái cơn gò với tim của baby á, bác sĩ nói với em là em không thể sanh cái dịch vụ gia đình đó được. Bởi vì là baby của em không có ổn định nên là em phải sanh chung ở đây để có gì các bác sĩ có thể nhìn được. Thì là lúc đó là em càng sợ hơn, càng lo lắng hơn. Phải nói là mình chịu đau nhưng mà giống như là cái sợ nó còn làm cho mình ghê hơn nữa. Em còn nhớ là lúc đó là gần 7 giờ sáng là em đau dữ dội lắm rồi. Rồi xong bắt đầu là mới gọi cô y tá đến. Cô y tá đến nói vậy nè, cái này mới mở có 5,5 phân à, chưa có đẻ được đâu, đừng có lo. Cái mới nói là không, nhưng mà bây giờ em kỳ lắm, cảm giác nó không phải là đau nữa, nó là cái gì ấy. Bắt đầu là cô y tá mới nói là không, cảm giác gì. Cái em mới nói hình như là em mắc đi cái đó. Là xong, muốn đi đó, là bắt đầu em muốn đẻ rồi. Thì đó, nhưng mà em đâu có biết cái đó là cảm giác đẻ. Thì em chỉ có thì em chỉ có nói là em như vậy thôi. Mọi người mới chuyển em lên cái bàn săn đó, cho em nằm dạng chân rồi đặt cái xô ở dưới cho em. Kêu em là nằm ở đây đi như vậy. Rồi có gì muốn gì thì cứ đi. Sao cũng được, họ sẽ đến, họ làm việc với em. Thì trong lúc đó tự dưng cái vừa mới đặt em qua, vừa mới dạng cái chân em ra thôi nha, cái người em run lên như vậy nè. Cái em nói là ủa sao kỳ vậy, em đi nha. Cái lúc mà em đi đó, cô y tá mới ô không được rồi, giữ lại, cái này là em bé ra rồi, thấy tóc em bé rồi. Vậy xong bắt đầu là 2 cô y tá mới cuống quá. Một cô thì đứng ngay cái chỗ cửa phòng á, cầm cái phone để mà ráng gọi bác sĩ. Còn một cô thì lo chạy đi. Lúc mà bác sĩ vừa xuống nha, vừa mới đeo bao tay, đang là chuẩn bị mặc cái áo đó, chưa kịp ngồi xem nói này, cô ngồi xuống đi cô. Em nói cháu rặn nha. Bác sĩ nói không có cần đến 1, 2, 3 gì luôn đó. Em rặn một cái mà bác sĩ cầm dao đưa vô nhẹ một cái là tự nhiên con em ra, coi như là ngay cái push đầu tiên của em luôn. Là con em ra liền lập tức luôn. Thì sau cái lúc mà con em ra đó là giống như là lúc đó là mình rất là đau đớn, bởi vì những cái thuốc này kia nó hết rồi. Xong rồi cảm nhận được là bác sĩ moi hết ruột gan mình ra làm sao, khâu làm sao. Nhưng mà chị hiểu được cái cảm giác đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà có một cái kỳ lạ là khi mà con ra rồi đó, chị biết lúc đó em sợ. Em nhìn thấy con em rồi nhưng mà em sợ. Em sợ bị nhầm con đó. Cái là em cứ dõi mắt nhìn chằm chằm này. Cô y tá bế con em đi rửa đâu, bế con em đi làm gì là em nhìn chằm chằm vào cô y tá luôn, cho tới lúc mà cô y tá đặt con em đến với em. Rồi em có gọi cho ảnh liền không? Em cũng sẽ kể cho chị một cái rất là đặc biệt luôn. Em gái em có nhắn tin cho chồng em là chị Kim Anh đi bệnh viện rồi nhé anh Tùng. Thì lại không có nhắn rõ là chị đang đi xanh hay gì đó. Thì chồng em đọc cái tin nhắn đó thì chồng em chỉ nghĩ là ồ, chắc là em đang đi thăm bạn em sanh đẻ gì đó thôi. Tại vì hồi đó em cũng có một cô bạn đang chuẩn bị sanh thì em có hay nói chuyện với chồng em thì em kể vậy. Rồi cái tới lúc em sanh con em ra đó, em gái em chụp hình con em gửi qua cho chồng em. Chồng em nhắn tin về như vậy này: con của bạn Kim Anh hả? Con của bạn Kim Anh hả? Em gái em mới nói con của anh, con của anh, chị đẻ rồi. Lúc đó là mới gọi video về liền. Yeah. Sau khi mà em sanh Damien xong, bởi vì Damien sanh sớm 3 tuần nên là sau khi em sanh con xong là bác sĩ chỉ có cho em ôm con là đêm hôm đấy, sáng hôm sau là con phải đi vô lồng kính. Thì là tắt mẹ với con nó tới 10 ngày luôn. Thì sau lúc mà con vô lồng kính nằm tới 2 ngày sau đó, tự nhiên em lên cơn đau bụng. Đau mà đau quằn quại, đau mà em thấy mây trắng xung quanh em luôn, em không thấy gì nữa. Thì bố mẹ em mới gọi bác sĩ xuống kiểm tra. Bác sĩ đút mỏ vịt vô để kiểm tra. Thì ngày hôm sau vết thương của em bung hết. Chị bung hết nhiễm trùng luôn. Và sau đó là em coi như là em bị đau đến mức mà không tự đi được, không ngồi thẳng được. Mỗi lần cho con bú đó là phải đứng ôm con hoặc quỳ ôm con cho con bú. Mỗi lần nằm là em cứ phải nằm nghiêng hoặc là nằm úp người xuống. Nhưng mà may mắn cho em lắm, bởi vì những lúc như vậy thì mỗi lần cần mà đứng dậy hay đi đâu là ông ngoại một bên này, bà ngoại một bên này. Thậm chí là mỗi lần bú đó, cho con bú là ông bà ngoại sẽ đỡ người dậy rồi ông ngoại ngồi cho em tựa vô như vậy để cho con bú. Không có đâu bằng ba mẹ của mình đúng không? Bởi vậy nên cái khoảng thời gian đó rất là hạnh phúc, nó khác biệt hoàn toàn so với cái lúc mà em đẻ Sophia ở bên này. Nó khác nhiều, khác đến mức đáng sợ. Vậy hả? Em nói từ đáng sợ là bởi vì ở bên Việt Nam đó, khi mà em sanh đó là có bao nhiêu kinh nghiệm, có bao nhiêu sự chăm sóc là gia đình dành hết cho em. Còn khi em sanh con ở bên Mỹ đó là chỉ có em và chồng em thôi. Em còn nhớ cái ngày mà em có bầu bự Sophia đó, là em phải giống như là đi đến cái nhà của cái chị mà giữ Damien. Tại vì hồi đó em gửi Damien để em đi học với đi làm thêm. Thì là lúc đó là em mới nói với chị là: chị ơi, bây giờ mà chị không có giữ con cho em được, không ai giữ hết. Chứ giờ bố mẹ em là bị thất bại trong cái việc mà làm giấy tờ để xin qua đây chăm sóc em lúc em sanh rồi. Bây giờ em không có ai để mà chăm con ở bên này hết. Chị mới nói là nhưng mà chị chỉ nhận chị chỉ nhận coi em bé ban ngày thôi, chứ ban đêm chị không dám coi đâu, lỡ mà có chuyện gì rồi bị thưa kiện này kia nọ mệt lắm. Là người ta đặt thẳng vấn đề với mình, bởi vì chị biết bên Mỹ mà cái gì cũng rõ ràng hết. Thì lúc đó cái bụng bầu em như vậy nè, em nhớ ngày hôm đó em ngồi em khóc. Chắc là chị cũng có động lòng, có thương. Và ngày sau chị mới nói em là: bây giờ ấy, nếu mà ngày em đi đẻ, em muốn chị coi con em ấy, em ký cho chị một tờ giấy là ví dụ như nửa đêm con sốt hay gì, hai vợ chồng về đón con cho chị. Thì nói như vậy em có dạ lúc đó, nhưng mà chị cũng không bắt em phải ký tờ giấy đấy, bởi vì cũng tin tưởng nhau. Thì cũng nhân chương trình này em cảm ơn chị rất nhiều, bởi vì chị đã thay bố mẹ em để mà chăm sóc con trai em trong khoảng thời gian khó khăn như vậy. Cái ngày mà đưa Sophia đi săn đó là em còn nhớ là cái đêm hôm đấy là cả nhà vẫn còn đang chở nhau đi ăn sinh nhật của cái cô bạn thân cùng nhà. Rồi xong cái chở nhau đi ăn sinh nhật xong cái khuya về rồi cái em bắt đầu em thấy nhầm đau trong bụng. Thì lúc đó là Sophia được 39 tuần tuổi rồi, chỉ còn 1 tuần nữa là sanh thôi. Tối khoảng 3 giờ sáng mới nói chồng em là: chồng ơi, phải đi đẻ rồi. Và là vậy là hai vợ chồng lo tắm rửa chuẩn bị mang đồ đạc các kiểu đi. 5:30 sáng em đã gọi điện qua cho chị giữ trẻ, kêu là chị ơi bây giờ chắc em chở Damien qua nhá, tại vì em phải đi săn rồi. Cái chị nói ok vậy em chở con qua đi. Mà cái cảm giác lúc đó em còn nhớ là chỉ có hai vợ chồng đi bệnh viện thôi, không có bố mẹ chồng, tại vì bố mẹ chồng em đang là bận công chuyện bên Việt Nam, không có ở Mỹ thời gian em mang thai. Đi đến bệnh viện thì là bác sĩ mới nói là ồ thì em đang chuẩn bị sắp đẻ rồi. Rồi các bắt đầu là mới đau hoài rồi là cũng phải xin bác sĩ là cho tiêm cái thuốc không đau vào tủy đi, tại vì chịu không nổi. Thì lúc đó cô y tá mới khám, cô y tá nói về này: chị có thật sự là phải tiêm cái đó không? Tại vì bây giờ đã mở 7 phân rồi, sắp săn rồi. Thì em mới nghĩ là ô nếu như mà mở 7 phân mà sắp săn đó thì em có thể chịu đựng được. Cứ tới hồi 2 tiếng sau trôi qua mà em đau vật vã, đau không chịu nổi nữa. Em cứ bò lên bò dưới, em cứ lắc tới lắc lui, em chịu không nổi nữa. Cái em bạn chồng em là: chồng ơi, chồng gọi bác sĩ vào khám đi, coi em mở bao nhiêu phân rồi mà sao con chưa ra, xem chưa có thấy cái cơn buồn rặn. Tại vì mình đã có một cái lần kinh nghiệm rồi, em đã hiểu rồi. Rồi xong cái lần này là bác sĩ xuống khám, chị biết bác sĩ lại bảo với em mới mở có 5 phân à. Cái mà ủa chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái em nói vậy thôi em xin bác sĩ làm cái chích đó cho em. Thì chị biết sau khi mà chích cái đó đó là cho tới chiều là phải thêm 5 tiếng đồng hồ sau em mới đẻ Sophia đó. Sophia ra đời, nhưng mà giống như em nói với chị đó, stress trước khi mà mình đẻ đó thì em không có sữa cho Sophia tới 4 ngày luôn. Thì lúc đó là con bé nó cứ bú, nó ngậm vú em, nó làm cho em chảy máu hết cái đầu vú, mà người ta gọi là bị nứt cổ gà đúng không chị? Ở bên Việt Nam các mẹ hay gọi như vậy. Cũng không biết phải làm sao luôn, gọi bác sĩ xuống nói là bây giờ hình như em không có sữa đâu. Bác sĩ thì dùng cái lực tay của người lớn bóp thì là thấy cái sữa màu vàng nó chảy ra, thì cứ kêu là có mà, chỉ cần cho con bú thôi. Nhưng mà con bú thì không ra sữa. Vậy xong là con bé nó bị đói cho tới 3 ngày. Nó sọp hẳn đi khoảng 2 pound luôn. Không có dùng cái sữa ống ngoài. Thường là bác sĩ không cho luôn. Không cho. Dạ, là em còn nhớ cái ngày hôm đó là mới ngày thứ 4 sau khi xuất viện thôi, con gái mới 4 ngày. Chồng em chở hai đứa bé chở em. Hai đứa nằm trong xe với bố. Cái em nhắc em đi vô chợ để mua chân giò, mua đu đủ xanh, mua gạo nếp, mua sữa. Cái em đẩy cái xe ra chỗ tính tiền. Em còn nhớ ngày hôm đó trời nó mưa phùn, mưa phất rơi trên đầu em luôn vậy. Cái cô mà tính tiền nó cố nhìn em, cô nói: con bé này, mày mới đẻ con phải không? Cái em bảo dạ, sao cô biết vậy? Con được bao nhiêu ngày rồi? Em bảo hôm nay ngày thứ 4. Trời ơi, cô chửi em như là mẹ chửi con luôn tại đấy vậy. Mày không có biết chăm sóc cho bản thân là ngày thứ 4 mà mày đi mưa như vậy rồi đi bộ ra đây. Chồng con đâu, sao không đi mua mà để cho một mình mới đẻ như vậy mà phải đi vô đây mua. Thì em mới nói là chồng con ngoài xe, mà tại chồng con không có biết thịt chân giò là thịt nào thì con vô con lấy rồi chồng con sẽ đẩy cái xe này ra xe sau. Thì là lúc đó là cô thấy thương quá, cô đi lấy cho em một vỉ gừng tươi đó. Này, cô cho cái này cô không tính tiền đâu, mang về nấu chung với mấy cái đấy mà ăn mà uống cho nó ấm người lên, không có được đi ra trời như vậy nữa. Lúc đó em òa khóc. Chị nghe thì cô vuốt. Em khóc là bởi vì tự dưng lúc đó em cảm giác những lời này là phải mẹ em nói cho em. Đúng rồi. Thì là xong cái ngày hôm đó là ngày thứ 4 sau khi săn đó là em đứng ở chỗ bếp tất cả 4 tiếng đồng hồ để em làm cái sữa nếp rồi làm mọi thứ. Cứ lọc rây làm sữa nếp nấu rồi đứng 4 tiếng đồng hồ. Mà lúc đó em đau dã man luôn. Cái vết của em đau lắm. Như là tại vì lúc đó là cái băng khuyết mình nó ra rất là nhiều. Dạ. Cái máu ra nhiều, em có bị cái đó không? Em bị. Nó phải ra khủng khiếp lắm. Dạ. Nó phải ra hết, không thôi là sẽ bị đau cái bụng của mình, nó sẽ bị rim cái bụng của mình đó. Với em bị đau hơn người ta là bởi vì cái năm em 15 tuổi em phải mổ ruột thừa, sau đó là em bị nhiễm trùng rất là nặng. Thì từ hồi đó là giống như lúc em mang bầu hai bé là lúc nào em cũng phải đi cấp cứu vài lần trong khoảng thời gian mang bầu, vì cái vết thương nó nứt ra theo cái thai lớn. Thì sau khi đẻ là em cũng bị rất là đau luôn. Thì chị biết không, cái ngày hôm sau khi em nấu đó, em ăn 10 cục chân giò một lúc, em uống 4 ly sữa nếp, mà đến bây giờ nói đến chân giò là em còn nổi gai ốc lên. Sợ lắm, ám ảnh. Nhưng mà đúng là những cái những cái đó là dân gian của ông bà ta, nhưng mà thực sự nó rất hiệu nghiệm. Chị có biết không, tối hôm đó sữa em về liền luôn. Ngay buổi tối hôm đó sữa non em về mà em còn chụp hình em gửi cho bé bạn em xem nữa, vàng kè luôn, là từ hôm đó là em có sữa cho Sophia bú. Nhưng mà có điều là Sophia thì tháng đầu tiên rất là khó, không cho mẹ bế nằm, không cho đặt xuống giường, là cứ phải bế kiểu ngồi ngủ như vậy nè, hết hơn một tháng đầu tiên. Xong cái sau 3 tuần thì chồng em phải trở lại đi làm. Đó là khoảng thời gian kinh khủng của em luôn. Nghĩa là đêm Sophia vẫn thức thì em cũng phải thức với Sophia, rồi cho con bú, rồi bâm sữa. Còn Damien ấy, sáng thì Damien thức. Nghĩa là hai đứa nó take turn, là em không ngủ được cả sáng cả tối luôn. Thì là cho tới sau khi Sophia được 1 tháng rưỡi á, em bắt đầu em có cái dấu hiệu của trầm cảm. Nó khủng khiếp lắm. Cứ mỗi lần em mở nước để mà em rửa chén hay là em đi tắm là em sẽ nghe tiếng con bé khóc gào trong đầu em như vậy này. Tắt nước rửa chén đi, không nghe thấy tiếng khóc nữa, mở cái vòi nước ra lại nghe. Rồi là ở bên Mỹ thì là cái phòng ngủ của mình nó có cái phòng tắm ở trong. Em cứ chu em tắm xong em lại phải cuốn khăn em chạy ra em nhìn con bé, nó đang ngủ rất ngon luôn. Là em cứ bị ám ảnh bởi cái tiếng khóc khi mà em mở nước, em nghe tiếng nước. Rồi chưa đâu, xong cái bắt đầu là em bị kiểu như mỗi lần làm bếp hay làm gì cầm những con dao á, nó cứ nói là cắt vào tay đi. Cắt vào tay đi, trong đầu em đang bị stress, em đang bị nó muốn em là làm cái gì đó vào cơ thể mình một chút đi. Hoặc là lúc mà lái xe á, chạy nhanh vô, chạy như vậy chậm quá, chạy nhanh mà kiểu là làm cái gì đó thật là ghê. Trong đầu em lúc đó toàn là những cái hình ảnh ghê như vậy. Bởi vậy nên sau 2 tháng đó là em phải xin năn nỉ cái chị giữ Damien đó, giữ luôn Sophia cho em, là em đi học trở lại. Bởi vì nếu như mà không có đưa Sophia đi kịp lúc đó, không có tự mình cứu mình lúc đó, là em không biết là em sẽ làm những cái điều ngu xuẩn như với bản thân mình luôn. Thì khoảng thời gian đó đó là bố mẹ chửi em, anh chị em chửi em, cả nhà chửi em ghê lắm. Chửi là ủa tại sao con bé mới có 2 tháng nó còn nhỏ như vậy mà bỏ nó đi học, học hay không bằng trả rỗi, ở nhà coi con đi chứ tại sao phải như thế. Rồi bắt đầu là em không có dám nói sự thật, bởi vì bây giờ nếu nói sự thật cho nhà mình ở bên Việt Nam đâu có ai biết là em như vậy, mà có biết thì chỉ có lo thêm, không giúp gì được cho em hết thì càng lo hơn. Mà chị biết không, nhờ như vậy em đi ra, em đi học, gặp gỡ các bạn, dần dần cái mình tự chữa cho mình được cái đó. Rồi sau cái đó thì có một cái gì đó hai vợ chồng còn muốn nữa không? Còn muốn cái baby nữa không? Tại vì thấy em trải qua cái giai đoạn nó kinh khủng quá. Chị biết đến mức mà mẹ chồng em là một người, bố mẹ chồng em là một người rất là thích có nhiều cháu luôn. Nhưng mà chính mẹ chồng em còn nhìn được là cái sự khó khăn và vất vả lúc mà em đau em có con á, thì còn nói là thôi con không cần phải đẻ nữa đâu, tao thấy mày có bầu mày vất vả quá à. Là còn nói như vậy. Cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là thực tình và trải qua kinh khủng như thế nào. Và em CV cũng có món quà rất là dễ thương dành cho em, đó là gừng đen vi sinh đến từ Nhật Bản. Nó giúp cho em về sức khỏe, nhất là các bà mẹ sau khi sanh. Cảm ơn chị, cảm ơn chương trình. Đây là một món quà rất là ý nghĩa với em và tất cả các mẹ bỉm sữa sau sanh, và em sẽ tận dụng nó thật là nhiều. Em có muốn lời chia sẻ nhắn nhủ gì đến với khán giả không? Dạ, nhân đây thì em chỉ có muốn nhắn nhủ đến cho tất cả các bà mẹ bỉm sữa, nhất là những bà mẹ bỉm sữa đang sống tại Mỹ này hoặc là sống bên nước ngoài mà phải xa gia đình. Sau khi mà sanh chúng ta thường là có một khoảng thời gian rất là khó khăn, stress hoặc là trầm cảm. Thì làm ơn hãy chia sẻ, mở rộng lòng mình ra, hoặc là tìm một cách nào đó đi ra ngoài xã hội. Đừng ở nhà ôm những cái trầm cảm đó rồi làm điều gì dại dột với bản thân mình hoặc là với con cái mình, thì điều đó là không tốt. Còn người bạn đời của mình với chồng em em chỉ muốn nói là chồng ơi, hãy luôn ở bên cạnh, nắm tay em, ủng hộ em. Và đôi khi em có bận rộn với công việc ngoài kia, ngoài cuộc sống, thì hãy thay em chăm sóc con cái. Và hai đứa mình hãy cùng nhau nhường nhịn để hiểu nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn nhé. Và chị nghĩ đây là món quà rất là ý nghĩa đối với lại ông bà ngoại. Ông bà ngoại vẫn đang ở Việt Nam đúng không? Thì em phải nói đôi điều gì với lại ông bà chứ, ông bà rất là ngóng và rất là muốn xem con gái mình sống ở đây như thế nào, cháu mình lớn ra sao. Con cảm ơn bố mẹ thật nhiều, bởi vì nhờ bố mẹ đã chăm sóc con khoảng thời gian con có Damien đầu tiên, dạy cho con được những cái kinh nghiệm để con có thể dùng cái kinh nghiệm đó nuôi dạy Sophia và nuôi dạy hai đứa bên này. Và thực sự là con sẽ không bao giờ quên những cái khoảnh khắc mà bố mẹ đã luôn ở bên cạnh động viên con. Thậm chí là đôi khi con nói dối, đôi khi con không có cho nhà mình biết sự thật là con đang như thế nào đấy, mà đợi mọi chuyện xong con mới nói ra cho cả nhà mình nghe. Thì đó cũng là một cái cách để cho con phải tự chiến đấu với mình. Sau khi con xong hết mọi việc thì con sẽ thổ lộ ra với bố mẹ. Thì cái đó cũng là vừa là một lời xin lỗi, nhưng mà cũng là vừa là một lời cảm ơn, bởi vì bố mẹ đã luôn luôn đồng hành và sát cánh bên con dù mình không gần nhau. Kim Hiền xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Chat với mẹ bỉm sữa.